Tử vi tuổi Tuất tháng 11 âm lịch. Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của những người tuổi Tuất trong tháng 11 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Trong tháng này, những người tuổi Tuất có gặp được may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay là gặp vận đen đủi, xui xẻo tận mạng. Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết cụ thể tổng quan tử vi tuổi Tuất tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải là tháng đen đủi đối với những người tuổi Tuất. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 11 âm lịch, những gia chủ tuổi Tuất sẽ cần phải chú ý. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 1 tháng 11, tức ngày 14 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Tuất sinh năm 1994 và mệnh chủ Bính Tuất sinh năm 2006. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 11, tức ngày 26 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 và mệnh chủ Mậu Tuất sinh năm 1958. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 11 năm 2020, tức ngày 7 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 và mệnh chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Các ngày tốt đối với người tuổi Tuất trong tháng 6 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 11, tức ngày 16 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 12 tháng 11, tức ngày 25 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 24 tháng 11 năm 2020, tức ngày dương lịch mùng 6 tháng 1 năm 2021, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khí Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Sự nghiệp, công danh. Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ tăng trưởng vượt bậc và mạnh mẽ vô cùng trong tháng 11 âm lịch. Dù làm về lĩnh vực gì, cơ giáp này cũng đều sẽ nhanh chóng gặt hái được thành công liên tục từ đầu tháng tới cuối tháng. Trong công việc, đôi khi bản mệnh phải đối diện với thử thách, nhưng vấn đề không quá to tát, chỉ cần giữ thái độ lạc quan, tự tin thì mọi việc đều có thể được giải quyết một cách thuận lợi. Đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình cho đồng nghiệp và cấp trên. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, bản mệnh cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi và sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ.
Cả hai vật phẩm sẽ giúp bản mệnh hộ thân, tăng cường vận khí, đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp, tài vận, tiền bạc. Theo tử vi tháng 11 năm 2020 của 12 con giáp cho rằng mọi kế hoạch của con giáp tuổi Tuất đều bị phá vỡ bởi một sự cố khó lường. Tiền bạc do bản mệnh vất vả làm ra lại phải tiêu dùng vào việc sai mục đích. Người tuổi Tuất cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Bạn có thể mắc lừa đối thủ hoặc những kẻ lừa đảo. Tránh tiêu tiền một cách bừa bãi, không có mục đích. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả. Số các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Tuất về tình cảm, gia đạo. Tử vi tháng 11 âm lịch cho biết rằng chuyện tình cảm của bản mệnh không có nhiều biến động so với tháng vừa qua. Bạn và người ấy nên thường xuyên trao đổi, tâm sự với nhau hơn, không để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc. Bên cạnh đó thì những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong tháng 11 này gây ra căng thẳng cho bạn. Khuyên bản mệnh là nên nín nhịn một chút cho mọi chuyện qua đi. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh hành thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Tuất nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận gỗ huyên long, dần, ngọ, tuất để sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, tháng 11 này, người tuổi Tuất hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại, vì những gì bạn làm hôm nay cũng được xem là nhân cho quả trong tương lai. Khi thời tiết thay đổi, bạn nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch. Nhờ được phúc tinh cao chiếu mệnh nên nếu có các bệnh cảm mạo, đa phần bạn đều được hóa giải và xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn. Để giúp các gia chủ yên tâm, khỏe mạnh hơn, các gia chủ tuổi Tuất hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc. Chi tiết tử vi tháng 11 âm lịch cho từng tuổi Tuất. Thứ nhất, Mậu Tuất sinh năm 1958. Người sinh năm Mậu Tuất sẽ phải trải qua một năm khá bình ổn. Tình trạng sức khỏe của con giáp này khá ổn định. Xét về phương diện tình cảm, hôn nhân của tuổi Mậu Tuất sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn. Rất có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào giữa chuyện tình cảm của hai người. Nếu không có cách xử lý thỏa đáng thì rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chia ly, tan vỡ. Trên phương diện tiền bạc, tháng 11 âm lịch không phải là thời điểm đầu tư thích hợp. Bản mệnh gặp phải nhiều trở ngại. Nếu không muốn mọi công sức của mình bỏ ra đều đổ sông, đổ bể, bản mệnh chỉ cần chú ý quản lý tiền bạc, không nên thử tham gia những hoạt động đầu tư mới mẻ. Trước khi quyết định đầu tư, cần cân nhắc kỹ càng. Thứ hai, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Vận trình của người tuổi Canh Tuất trong tháng 11 này khá tốt đẹp, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác. Cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người. Kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Người tuổi Canh Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. 3. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tháng này tuổi Nhâm Tuất trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì cần phải suy nghĩ kỹ càng, cần tìm cách nâng cao hiệu quả công việc. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn. Người độc thân khó tìm được một người như ý muốn, khó thành đôi, thành cặp với người trong lòng.
Đây không phải là thời điểm thích hợp để tính tới chuyện kết hôn. Với những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng gặp nhiều trắc trở, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên xảy ra. Nếu không biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì rất dễ dẫn đến kết cục tan vỡ. Khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tuất luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ tư, tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Năm Canh Tý là một năm khá may mắn đối với người tuổi Giáp Tuất. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi. Vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong cùng một lúc. Những người đã kết hôn, có quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu và bao dung cho nhau. Những gia chủ tuổi Giáp Tuất cần để may mắn, thuận lợi hanh thông hơn trong con đường công danh, sự nghiệp, tình cảm. Các gia chủ hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ năm, tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006. Tháng này, người tuổi Bính Tuất có nhiều điểm sáng trong học tập. Chỉ cần tập trung và cố gắng hết mình thì thành tích học tập sẽ có bước tiến so với thời gian trước đó. Người tuổi này cần xác định mục tiêu chính của mình trong giai đoạn này là việc học. Vì thế nên dồn hết sức cho việc này, không nên mơ mộng và suy nghĩ quá nhiều. Tình hình sức khỏe của mệnh chủ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, tuy nhiên lại hay mắc phải những căn bệnh vặt. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Bính Tuất hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 11 âm lịch, quý anh chị hãy liên hệ ngay tới số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị và các bạn luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.